Xin chúc mừng U23 Việt Nam của chúng ta đã chính thức điền tên mình vào vòng tứ kết một cách không thể xứng đáng hơn. Chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước U23 Malaysia, cùng với đó là việc U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Thái Lan 1-0 để tự định đoạt số phận của mình. Binh đoàn rồng vàng đã cùng với đội bóng xứ sở Kim Chi hiên ngang bước tiếp vào vòng đấu dành cho 8 đội tuyển U23 mạnh nhất châu Á. Và đây là chiến thắng mang đến nhiều cảm xúc và điểm nhấn, cho thấy quyết tâm khẳng định vị thế cũng như đẳng cấp hiện nay của những chiến binh mang trong tim cờ đỏ sao vàng. Hòa Thái Lan, hòa Hàn Quốc đều trong thế trận có thể giành được chiến thắng. Đánh bại U23 Malaysia 2-0 bằng một lối chơi đầy kỷ luật và hiệu quả đã đến ngưỡng gần như tối đa. Một lần nữa, xin chúc mừng U23 Việt Nam cùng với huấn luyện viên Go Okyun. Các bạn lại một lần nữa khiến toàn bộ người dân trên mảnh đất hình chữ S tự hào. Vậy thì U23 Việt Nam của chúng ta đã làm những gì để tạo ra kỳ tích oai hùng? Liệu rằng câu chuyện Thường Châu tiết trắng huyền ảo 2018 có thể lặp lại được lần nữa? Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thành công tại vòng bảng U23 châu Á của tuyển Việt Nam, đặc biệt là trong chiến thắng trước U23 Malaysia các bạn nhé. Dấu ấn chiến thuật của tân huấn luyện viên Go Okyun. Bước vào cuộc đối đầu vô cùng quan trọng này, U23 Việt Nam có tới 5 sự thay đổi so với trận hòa đầy quả cảm trước U23 Hàn Quốc ở vòng đấu thứ hai. Huấn luyện viên Gông đã làm mới hoàn toàn hàng tiền vệ khi binh đoàn rồng vàng ra quân với sơ đồ 4-4-2. Nhâm Mạnh Dũng đá trung phong cắm, còn Nguyễn Thanh Nhân có lần đầu đá chính sẽ chơi hộ công, chia sẻ trọng trách ghi bàn với Dũng. Hỗ trợ ngay phía sau Mạnh Dũng và Thanh Nhân sẽ là bộ tứ vệ Nguyễn Hai Long, Huỳnh Công Đến, Dũng Quang Nho và Trần Văn Công. Trong đó, Dũng Quang Nho sẽ đảm nhận vai trò mỏ neo, chơi thấp nhất tuyến tiền vệ của U23 Việt Nam. Văn Công và Hai Long hứa hẹn sẽ tạo ra đột biến bất ngờ nơi hành lang cánh dành cho U23 Malaysia. Thủ thành Quan Văn Chuẩn tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ chấn giữ khung thành. Hỗ trợ cho thủ môn trưởng thành từ đào tạo Hà Nội sẽ là cặp trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình cùng hai tiền vệ cánh Vũ Tiến Long và cỗ máy kiến tạo Phan Tuấn Tài. Trong đó thì Tiến Long được đẩy từ vị trí trung vệ sang cánh phải là một phát hiện rất đáng khen ngợi của ông thầy người Hàn Quốc. Đứng trên trận cầu có tính chất quan trọng buộc phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Rõ ràng U23 Việt Nam đã thay tới 5 cái tên trong đội hình xuất phát, được xem là nước đi đầy bất ngờ huấn luyện viên Go Okyun. Nhưng rồi sau tất cả, đó chính là sự mạo hiểm mang về đầy những trái ngọt dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sự khởi sắc đến từ hành lang cánh. Với danh sách đội hình xuất phát như vậy, nhưng khi tiếp cận trận đấu, Nguyễn Thanh Nhân ngay lập tức khoán đổi vị trí cánh với Nguyễn Hải Long, tạo ra sự biến ảo khôn lường ở hành lang cánh trái. Nên nhớ rằng chuyên gia tạt bóng Phan Tuấn Tài cũng có mặt và vai trò hậu vệ cánh. Đây cũng chính là điểm nhấn và là nước cờ chiến thuật đỉnh cao của thầy Gông. Có thể nói rằng cánh trái là nơi cung cấp hầu như toàn bộ bóng và tình huống nguy hiểm để Nhâm Mạnh Dũng phát huy tốt nhất khả năng săn bàn đa năng của mình, đặc biệt là những pha đánh đầu uy lực. Chính bàn thắng mở tỷ số của Nhâm Mạnh Dũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nguy hiểm và mang tính đột biến cao nơi hành lang cánh trái theo hướng tấn công của U23 Việt Nam. Chính Nhâm Mạnh Dũng đã phát động tấn công rồi hướng trái bóng đến hành lang cánh, nơi Thanh Nhân khôn khéo hoán đổi vị trí và quyết tâm bứt tốc. Thêm một đường treo bóng và chuẩn xác, cùng cú đánh đầu không thể đẳng cấp hơn. Y như cái cách anh đánh bại hàng thủ của U23 Thái Lan để mang về tấm huy chương vàng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31 vậy. Bản năng sát thủ của Nhâm Mạnh Dũng. Đang nói về bàn thắng mở tỷ số bằng đầu của Nhâm Mạnh Dũng, ta cần phải công nhận với nhau rằng cũng phải mất thời gian khá dài, bóng đá Việt Nam không sở hữu cầu thủ đa năng và chơi đầu tốt đến vậy. Khả năng chọn vị trí cùng với đó là những pha bật nhảy và gõ đầu dũng mãnh đang dần trở thành thương hiệu của chàng tiền đạo điển trai này. Từ mảnh lưới của U23 Thái Lan tại SEA Games 31 cho đến U23 Malaysia ngày hôm nay, Mạnh Dũng đã giúp cho niềm vui của các cổ động viên được nhân lên gấp bội. Tiền đạo của Việt Nam giờ chơi đầu tốt không kém gì những nền bóng đá Takadada. Tại sao lại không nhỉ? Chính cái đầu uy lực đó đã khiến cho người hâm mộ nước nhà bị một phen rơi vào trạng thái ảo giác khi Mạnh Dũng liên tục thay đổi vị trí từ trung vệ cho đến tiền đạo. Vâng, chắc chắn các bạn còn nhớ ông Gông đã tinh ý tận dụng sự đa năng về thể hình tốt của Nhâm Mạnh Dũng khi xếp anh đá cặp với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ở trận gấu gặp Thái Lan. Cầu thủ thuộc biên chế của Viettel thi đấu ổn định với những pha phán đoán tình huống khá tốt. Khi được bố trí chơi cao nhất trên hàng công trước Hàn Quốc, tiền đạo sinh năm 2000 vẫn phát huy khả năng chạy chỗ, chọn vị trí và làm tường với đồng đội. Đương nhiên rồi, cả những bàn thắng bằng đầu đỉnh cao nữa. Nhâm Mạnh Dũng đang dần hoàn thiện mọi kỹ năng săn bàn đáng sợ của mình theo thời gian. Sự may mắn mang tên VAR. Bóng đá Việt Nam đang ngày càng tiếp cận với công nghệ tiên tiến theo quy mô chuẩn FIFA. Và trận đấu quyết định này với U23 Malaysia, công nghệ VAR đã lên tiếng mang đến công lý tối cao cho đoàn quân của huấn luyện viên Go Okyun. Trước khi hợp một khép lại, U23 Việt Nam đã được hưởng lợi thế cực lớn từ công nghệ VAR sau pha đi bóng của Dũng Quang Nho trong vòng cấm đối phương. Trận đấu phải tạm dừng đến 5 phút đồng hồ để trọng tài xem xét kỹ càng một tình huống diễn ra trong vòng cấm địa của Malaysia.
Theo đó, Mạnh Dũng làm tường cho Quang Nho bước vào vòng cấm địa. Tiền vệ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai ngoặt bóng lại khi cầu thủ Malaysia xoay người truy cản và để bóng chạm tay. Cuối cùng, trọng tài Pereira đã chỉ tay vào chấm 11m. Không những vậy, trọng tài chính người Sri Lanka còn rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ số 12 Harry Akim trong sự ngỡ ngàng của U23 Malaysia. Chỉ còn chơi với 10 người, Malaysia đã không thể xoay chuyển được cục diện của trận đấu và đành chấp nhận rời giải ở vị trí cuối bảng và không giành được bất cứ điểm nào. Rõ ràng sau sự xui xẻo của VAR đem lại cho chúng ta ở cấp độ đội tuyển quốc gia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thì U23 Việt Nam lại được hưởng sự may mắn rất lớn từ VAR mang lại. Đúng là chúng ta đá hay lại còn gặp may nữa. Sự tự tin của thầy Gồng. Sau hai trận hòa trước U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc, tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng C khi gặp U23 Malaysia với mục tiêu rất rõ ràng là chiến thắng để nắm cơ hội lọt vào tứ kết. Trước trận chiến quan trọng này, trao đổi với phóng viên, huấn luyện viên Gokyun đã phát biểu rằng ông cần phải tạo ra năng lượng tích cực khi dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải đấu châu Á. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thắng hay bại, năng lượng tích cực vẫn là điều vô cùng quan trọng. Sự tự tin của thầy Gông còn lớn tới nỗi ông đã tỏ ra tiếc nuối và xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì đã không giành được chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai. Năng lượng tích cực của thầy Gông đã truyền tải tới các cầu thủ dưới sân ở trận này. Những đôi chân đã thi đấu cực kỳ thanh thoát nhưng không hề có dấu hiệu áp lực là phải thắng trước Mã Lai. Thầy Gông luôn rất điềm tĩnh ở trên băng ghế chỉ đạo, một điều rất khác biệt và thú vị với huấn luyện viên Park Hang-seo. Mọi thứ vẫn trong tính toán của thầy Gông khi U23 Việt Nam đã giành quyền đi tiếp với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Từ đó chúng ta thấy đó là thành quả của sự kỷ luật trong tập luyện và tâm lý thoải mái mà tân huấn luyện viên này mang lại cho rất nhiều cầu thủ trẻ mới lần đầu tiên bước ra một giải đấu lớn. Đúng là khi có tinh thần và cái đầu thoải mái, đôi chân sẽ cực biết nghe lời và chiến thắng là điều dễ hiểu. Rõ ràng ta có thể thấy được hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á của tuyển Việt Nam năm nay mang một sự chắc chắn đến kỳ lạ. Các cầu thủ luôn thi đấu với tinh thần, sự khát khao tuổi trẻ và nhiệt huyết cao nhất. Nhưng các em đã tuân thủ rất tốt chiến thuật huấn luyện viên Gokyun đã đề ra. Sự đa dạng và trưởng thành vượt trội của Nhâm Mạnh Dũng, những quyết định thay đổi nhân sự chiến thuật cực kỳ tỉnh táo của thầy Gồng. Với những con người chiến thuật mới nhưng vẫn còn nguyên tình yêu và khát khao cống hiến cháy bỏng bảo vệ danh dự cho lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Đó thực sự là điều đáng trân trọng. Một lần nữa, cảm ơn U23 Việt Nam với chiến tích vượt qua vòng bảng U23 châu Á lẫy lừng này. Tiếp tục cố gắng và tiến lên phía trước nha, những chiến binh dũng cảm của tôi. Và tôi là bình luận viên Mai Anh Tài. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ để lại một like, một share và một subscribe nha. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.